trong không gian văn hóa vùng Kinh Bắc, Bắc Ninh, nghề thủ công truyền thống có một vị trí hết sức quan trọng. Đó không chỉ là hoạt động sản xuất, là yếu tố kinh tế, mà còn là hợp phần văn hóa, góp phần làm đẹp, làm phong phú thêm cho bản sắc văn hóa vùng đất này trong lịch sử cũng như hiện tại. Trong đó, nghề sơn mài có thể coi là một trong những đại diện tiêu biểu. Mặc dù đến hôm nay, do những tác động của đời sống và thời cuộc, nghề này cơ bản đã vắng bóng tại những nơi vốn rộn ràng sơn mài ngày trước như Đình Bảng, Tân Hồng, Trang Hạ của đất Từ Sơn. Nhưng đâu đó, dòng chảy của nghề sơn mài, sắc màu sơn mài vẫn được những người từng sống gắn bó với nó hay các họa sĩ tiếp tục gìn giữ như gìn giữ một phần tinh hoa văn hóa dân tộc. Chúng tôi về Đình Bảng, một trong những trung tâm sản xuất sơn mài từng vang bóng một thời. Tại đây, những thập niên 60, 70, 80 của thế kỷ trước, Hợp tác xã Sơn Mài Đình Bảng là nơi tập trung bao bàn tay tài khéo của người thợ sơn mài. Để rồi, từ Đình Bảng phát triển sang các địa bàn xung quanh, thành các hợp tác xã sơn mài Tân Hồng, xã Tân Hồng, Trang Hạ, xã Đồng Quang, hình thành nên tam giác vùng làm nghề sơn mài được cả trong nước và quốc tế biết tới. Sản phẩm sơn mài của ba hợp tác xã nói trên được xuất chủ yếu sang các nước Đông Âu như Liên Xô, Ba Lan, Tiệp Khắc. Ông Nguyễn Huy Đĩnh, nguyên chủ nhiệm hợp tác xã sơn mài Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh, năm nay đã cập kề tuổi 90, nhưng trí óc minh mẫn vẫn cho ông nhớ để kể với chúng tôi khá nhiều điều về nghề sơn mài trên đất quê mình. Và trong câu chuyện, chúng tôi vẫn nhận thấy nỗi đau đáu nghề của một người từng gắn bó với vóc gỗ và những mùi màu của sơn mài, khi mà nghề xưa, hợp tác xã sơn mài Đình Bảng xưa, giờ chẳng còn. Ở Đình Bảng thì những cái năm xa xưa, tức là trước năm 40 thì cũng sản xuất nhỏ lẻ. Ở một 10-15 lao động, các cụ đã cao tuổi đấy, thì chủ yếu là làm hoành phi câu đối, làm các cái hương án, các cái án gian, nói chung là gọi là làm đồ thờ để phục vụ cho các cái đình chùa miếu bạn của thời xưa. Sau hòa bình thì mới do nhu cầu của thị trường nó xuất hiện, cho nên là được sự giúp đỡ của nhà nước và địa phương thì nó tạo dựng nên một hợp tác xã để thu thập lao động lại để đào tạo dạy nghề, để đáp ứng cái nhu cầu xuất khẩu hàng sơn mài đi thị trường các nước trên thế giới trong phe xã hội chủ nghĩa. Đến những cái năm 80 thì nó bắt đầu là cái nhu cầu nó chững lại, và rồi sau nó cứ giảm dần cho đến năm 90 thì là không còn có thị trường để tiêu thụ nữa. Cho nên là trước đây sản xuất độ 10, sau này nó chỉ còn 1-2 thôi. Cho nên là nó không thể tồn tại được, không thể nào mà duy trì được các cái lao động nó vì không đủ việc làm. Cho nên là buộc phải chuyển sang làm việc khác. Sơn mài là sự tìm tòi và phát triển kỹ thuật của nghề sơn ta thủ công truyền thống của Việt Nam. Trong lịch sử tồn tại và phát triển, từ xa xưa, ông cha ta đã biết dùng sơn ta để phủ lên đồ thờ như hương án, bát đĩa, đồ trang trí như câu đối, hoành phi, bình phong, đồ gia dụng như khay, cháp, guốc, v.v. nhằm làm tôn vẻ lộng lẫy của các đồ vật. Màu sắc chủ yếu của sơn ta gồm đỏ son, đen, nâu, cánh gián, vàng, bạc cổ truyền. Từ mục đích và công dụng ban đầu là để trang trí cho đồ vật, kỹ thuật này đã nâng tầm cùng với nghệ thuật hội họa. Đầu những năm 30 của thế kỷ 20, nhờ sự tìm tòi của một số họa sĩ Việt Nam, sơn ta đã vượt ra ngoài nơi cầm hãm, ngang nhiên trên con đường bao la của nghệ thuật hội họa. Từ một phương tiện phụ thuộc làm tôn vẽ đồ vật, nó trở nên một phương tiện độc đáo, diễn đạt tâm hồn người nghệ sĩ, trở thành một trong các chất liệu hội họa ở Việt Nam. Trong đó, kỹ thuật mài là điểm khác biệt lớn giữa đồ thủ công mỹ nghệ và tranh sơn mài Việt Nam.
Thế cái độc đáo bằng chính cái ngôn ngữ sơn ta của Việt Nam ấy, nó ở cái chỗ là mài rất nhiều lần từ cái khâu làm vóc. Đấy, khâu làm vóc gồm có đánh vải rồi thì hom bó lót thí cho đến cái khâu vẽ, thì bản thân cái khâu vẽ nó cũng từ những cái lớp sơn chân cho đến là làm, có những người làm 2-3-4 lớp, có những người làm 5-6-7 lớp, thậm chí có những người làm hàng chục lớp. Thế thì nó khi mài ấy là nó ra những cái hiệu quả nó rất là khác nhau, khác biệt. Thế thì bản thân cái mặt sơn mà được mài đi như thế thì nó hiện lên những cái lần sơn ban đầu, cái lần sơn chân. Đấy, nó là những cái ký hiệu, là những cái tín hiệu, hay là những cái gì đó mà cái người họa sĩ đã đưa ra từ cái lớp đầu tiên ấy. Và như vậy tức là nó bao gồm những cái yếu tố mà có thể chính bản thân cái người nghệ sĩ người ta cũng chỉ nắm bắt được, tức là về cơ bản là cái việc mà nó đưa ra những cái trong một cái khoảng như thế thôi, chứ người ta cũng không biết đích xác là cái màu ấy nó sẽ lên nó như thế nào. Thế thì cái yếu tố mài nó luôn luôn tạo ra cái bất ngờ trong sân mài. Đấy. Và cái đẹp ấy là cái quan trọng nhất ấy, là cái người họa sĩ phải phát hiện được ra cái đẹp và dừng lại ở cái chỗ mình muốn. Đấy, vấn đề nó chính ở cái chỗ đấy. Họa sĩ Phan Hùng là người gắn với sơn mài từ tuổi ấu thơ. Và đến giờ, anh vẫn chung thủy với nghệ thuật sơn mài. Ông Phan Xuân Bính, cha của họa sĩ Phan Hùng, chính là người đã truyền lửa đam mê và theo đuổi nghệ thuật sơn mài cho con trai mình. Ông Bính theo nghề sơn mài từ năm 16 tuổi, được ông cậu là cụ Bá Lục Nguyễn Quang Đoan truyền dạy. Sau những năm tháng theo và hành nghề tại các hợp tác xã sơn mài Lam Sơn, Thống Nhất, về quê làm phụ trách tổ vẽ tại hợp tác xã sơn mài Đình Bảng, Tân Hồng, ông Bính về phụ trách hợp tác xã sơn mài Trang Hạ cho đến khi hợp tác xã này giải thể. Cái hợp tác xã sơn mài Trang Hạ được tôi bắt đầu xây dựng từ năm 1977, sau 1978 thì tôi về làm chủ nhiệm hợp tác xã sơn mài Trang Hạ. Tôi đào tạo được 65 xã viên và anh em làm đã thành công và thắng lợi một số cái hợp đồng cho ngoại thương, trong đó có những hàng của Thụy Sĩ là cái khó, rồi hàng của Tiệp. Thế là anh em làm là cũng đã cũng ngang bằng với các hợp tác xã lớn như hợp tác xã sơn mài Đình Bảng, hợp tác xã sơn mài Mỹ Nghệ Tân Hồng. Thế quá trình làm nghề thì tôi thấy những anh em mà tâm huyết với nghề cũng sau này mới thấy là cũng không nhiều. Thế, khi mà hợp đồng với các nước Đông Âu hết thì mọi người là giải tán, mỗi người tìm một nghề khác nhau. Sơn mài nói theo ông Bính đó là sự kết hợp của bốn nghề: làm mộc, làm vóc, sơn và vẽ trang trí, với hơn 20 công đoạn để làm ra một sản phẩm. Có thể chia làm một số công đoạn chính như bó hom vóc, trang trí, mài và đánh bóng. Sơn mài cổ truyền dùng hai màu cơ bản là cánh gián đen và đỏ. Loại màu chế từ khoáng chất vô cơ, không bị phân hủy trước ánh sáng và thời gian. Đồng thời sử dụng vàng, bạc như bạc thếp, bạc gián, bạc xay, bạc dầm, vàng thếp, các vật liệu khác như vỏ trứng, vỏ chai, vỏ ốc, bột điệp. Chất liệu sơn với vẻ đẹp lộng lẫy của vàng son với kỹ thuật đắp, gắn làm nên sản phẩm trang trí, mỹ nghệ. Còn chất liệu sơn với kỹ thuật phủ sơn, dát vàng bạc, gắn vỏ trứng, mài và vẽ là thể hiện mới làm nên tác phẩm hội họa có tên độc đáo, tranh sơn mài. Điểm ngược đời của tranh sơn mài là muốn lớp sơn vừa vẽ khô, tranh phải ủ trong tủ ủ kín gió, có độ ẩm cao. Muốn nhìn thấy tranh lại phải mài mòn đi mới thấy hình. Hầu hết các họa sĩ đồng ý rằng kỹ thuật vẽ sơn mài khó và có tính ngẫu nhiên,
nên nhiều khi các họa sĩ dày dặn kinh nghiệm cũng bất ngờ trước một hiệu quả đạt được sau khi đã mài tranh. Nói một chút về chất liệu ấy, thì cái chất liệu ấy, nó vốn tức là nó rất là khó tính. Khó tính tức là cái sơn ta này sau khi mỗi một lần gia công vẽ xong ấy, là phải ủ ở trong một cái điều kiện, tức là khô trong cái điều kiện ấm và ẩm. Thế có nghĩa lại phải ủ. Thế thì cứ mỗi một lần như thế thì anh lại mới, nó khô rồi anh lại có thể xử lý tiếp những cái lần tiếp theo. Và như thế xử lý độ khoảng tầm 10 nước sơn thì ngay cái công việc vẽ thôi nó đã diễn biến, nếu như trôi chảy nó diễn biến độ khoảng tầm một vài tháng mới có thể là vẽ xong. Đấy. Thế sau đó thì lại những cái công đoạn mài rồi thì hoàn thiện mà nó lại cũng một vài tháng nữa. Trên cái tác phẩm sơn mài nó có thể nó kéo dài thậm chí tầm độ một vài năm là chuyện bình thường. Với họa sĩ Phan Hùng, sơn mài là cả vũ trụ khám phá, chẳng biết đâu là điểm dừng. Vậy nên anh đã dành tâm sức, nhiều khi đến kiệt cạn, những mong kiểm soát được con ngựa bất kham, như cách anh gọi về tranh sơn mài. Thành công đến giờ của người họa sĩ đất Trang Liệt chính là từ những cảm xúc màu sắc, đường nét và những gam màu. Người họa sĩ đã tỏ lộ nỗi niềm với những vui buồn, kỷ niệm một thời, sự thông cảm với bao thân phận và cả niềm tin, yêu, hy vọng để đem đến những thưởng ngoạn tối đa của thị giác trực tiếp và cảm quan cụ thể đối với những gì tái hiện trong tranh. Khi là đêm thăm thẳm, là ngày trắng trợn với bao nỗi niềm ẩn náu, tâm tư. Nó bập bùng nhiều không gian khác lạ, có nét chợt thực, chợt chánh sang phía hư ảo, lưu trai bằng những mảng màu chênh vênh. Phía sau từng đường nét sơn mộc như có tiếng rầu rĩ, nhắc gọi của đủ động và tĩnh, thực và hư, cũng như mấy khoảng trống vắng, khoảng ứ đầy cõi tâm linh nào đấy. Ai đó xem tranh, nghe chuyện về các họa sĩ vẽ sơn mài như họa sĩ Phan Hùng, có thể thấy nó đầy chất lãng mạn và thi vị. Nhưng nếu gặp họ trong những khoảnh khắc trăn trở sáng tạo, những lúc miệt mài làm việc bên khung toan, vóc gỗ, hay hùng hục bàn tay trần mài tranh với bao thức màu mùi, sẽ thấy đây là công việc đầy cực nhọc mà nhiều khi chỉ những người tự nguyện làm thử sai nghệ thuật mới đủ sức chịu đựng. Chúng tôi cũng không né tránh những cái khó mà đưa vào thể nghiệm và tìm ra những các cái sắc thái mới lạ hoặc là để có thể là cái trạng thái biểu cảm của sơn mài để chứng tỏ rằng đây là một cái chất liệu rất khó tính. Thế nhưng mà nếu như mà cái người họa sĩ mà miệt mài tìm tòi, tìm kiếm và làm chủ được nó thì biết đâu có thể chính cái con ngựa bất kham đấy nó lại cho ra những cái hiệu quả rất là hay. Và như vậy thì để khẳng định rằng bản thân sơn mài nó là một cái chất liệu rất khó làm nhưng nó lại cũng đưa ra được những cái hiệu quả rất là độc đáo và rất là sang trọng, nó biệt lập hoàn toàn với những cái chất liệu khác. Danh họa Tô Ngọc Vân từng khẳng định về chất liệu sơn mài khi so sánh với sơn dầu: thể chất lộng lẫy, thỏa lòng nghệ sĩ khát khao đi tìm một phẩm chất mới, ngon mắt và xúc động hơn sơn dầu. Thể chất sơn cánh gián, sơn then, vàng bạc ở sơn mài, đằm thắm, sắc nhị âm vang, sâu rộng, rung tới tận đáy lòng người xem. Không một màu đỏ nào của sơn dầu đứng cạnh màu của sơn mài mà không bị tái nhợt. Chưa thấy một màu đen nào của sơn dầu đặt cạnh màu đen của sơn mài mà lại không bạc và trơ. Tuyệt vời và giá trị là vậy, nhưng không phải ai cũng đủ sức để theo đuổi sắc màu ấy của sơn mài, bởi nó đòi hỏi quá nhiều tâm sức, thời gian và cả yếu tố vật chất. Vậy nên, ngoại trừ số ít họa sĩ như họa sĩ Phan Hùng mà chúng tôi giới thiệu, nghề sơn mài bình dân giờ đã mất đi chỗ đứng trong danh sách nghề trên vùng đất Bắc Ninh. Với những người như ông Đĩnh, ông Bính, nghề sơn mài Đình Bảng, Tân Hồng, Trang Hạ giờ chỉ còn trong hoài niệm. Đó cũng là điều khiến chúng tôi khi tìm về với làng nghề, với họa sắc sơn mài nơi đây chẳng khỏi chạnh lòng.